Mai Thành xin mến chào các bạn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình hạnh phúc đủ đầy, trọn vẹn. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thực sự thoải mái nhất và hãy từ từ nhắm đôi mắt của các bạn lại. Thả lỏng đôi vai. Đôi vai hoàn toàn thoải mái. Thả lỏng cánh tay. Cánh tay hoàn toàn thoải mái. Thả lỏng đôi chân. Đôi chân hoàn toàn thoải mái. Ngay trong lúc này đây, tôi muốn các bạn hãy hít một hơi thật sâu vào và giữ lại 3 giây và thở ra thật chậm. Trong một vài giây phút tới đây, chúng ta cùng đi đến một hành trình thay đổi. Chúng ta biết chỉ có thế giới đủ đầy từ bên trong mới tạo ra thế giới đủ đầy từ bên ngoài. Ngày hôm nay, chúng ta biết ơn vì điều gì? Hãy nói ra lời biết ơn. Hãy cùng tôi nói lời biết ơn nhé. Con biết ơn vũ trụ đã trao cho con linh hồn và thân xác này để cho con được trải nghiệm những bài học về tình yêu thương, về lòng biết ơn, sự bao dung, về tham, sân và si. Cho con trải nghiệm được những bài học để con trưởng thành lên mỗi ngày. Con vô cùng biết ơn. Biết ơn mỗi sớm mai thức dậy là một ngày tuyệt vời, là một ngày trao đi yêu thương của sự thay đổi của tất cả những người xung quanh. Biết ơn cha mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này. Biết ơn những người anh, người chị, người em, người vợ, người chồng và những người con. Biết ơn những người đã đi qua trong cuộc đời này. Dù tốt, dù xấu, đều là những người mà con phải biết ơn. Biết ơn những ngày tháng của sự khổ đau, cùng cực. Biết ơn những người là ân nhân, đã cứu mang. Biết ơn từng khoảnh khắc, từng giây phút trong cuộc đời này. Biết ơn những người nông dân đã cho con có được thực phẩm dùng mỗi ngày. Biết ơn những người công nhân đã cho con đồ dùng đủ đầy ở đây. Biết ơn sự chở che của mẹ trái đất để con được sống trong ngôi nhà này. Biết ơn mảnh đất mà con đang ở. Nếu có bất kỳ những lỗi lầm nào tạo ra sự khổ đau, sự mất mát, sự tiêu cực với tất cả những người nào ngoài kia, con xin chịu trách nhiệm 100%. Nếu có bất kỳ những nỗi đau nào tạo ra COVID, chiến tranh, hận thù, con xin chịu trách nhiệm 100%. Và mỗi một ngày trôi qua, con lại biết ơn mỗi một ngày con được sống với sự đủ đầy của tình yêu thương. Và mỗi một ngày trôi qua, con cam kết với bản thân con là mỗi ngày con học tập nhiều hơn, phát triển tốt hơn, thay đổi những gán nghĩa của sự tiêu cực trở nên tích cực.
Cho dù mọi sự việc được diễn ra, nó đều có ý nghĩa để diễn ra. Mọi sự vật đi qua, dù tốt dù xấu, đều là những điều tuyệt vời, đều chan chứa lòng biết ơn, tình yêu thương. Mỗi khi có bất kỳ ai có sự khổ đau cần giúp đỡ, tôi đều giang tay ra hỗ trợ, dù ít dù nhiều. Mỗi khi có bất kỳ ai cần những lời khuyên đúng đắn mà tôi có thể sẵn sàng giúp đỡ. Công việc của tôi bắt đầu từ hôm nay có một ý nghĩa mới. Tôi làm công việc mỗi ngày để trưởng thành hơn, để giàu có hơn, để giúp đỡ được nhiều người hơn, để yêu thương tất cả những người ở ngoài kia, để yêu thương gia đình tôi và mọi người. Từng khoảnh khắc này trôi qua, tôi đều trân trọng 100%. Sự hạnh phúc đủ đầy từ trong tâm trí của tôi sinh khởi bắt đầu từ đây. Trong trái tim của tôi luôn tràn ngập năng lượng tích cực. Tôi luôn sẵn sàng ban phát cho đi yêu thương, luôn sẵn sàng san sẻ từ trái tim lành lặn của mình cho những trái tim ở ngoài kia. Họ đang còn nhiều những vết thương. Bằng sự đủ đầy trong tôi sẵn sàng mở rộng tâm trí của mình để học hỏi mọi điều tích cực, để linh hồn này được nâng cấp lên mỗi ngày. Bằng sự đủ đầy từ trong tâm trí, tôi hạnh phúc qua từng giây phút, từng khoảnh khắc trong cuộc sống đang trôi qua, để tôi trải nghiệm nó theo góc nhìn mới. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều có ý nghĩa và mang hình dáng nhất định. Và bản ngã của tôi là bản ngã nhìn nhận mọi thứ tuyệt vời. Và bắt đầu từ hôm nay, tôi từ bỏ sự phán xét của tất cả sự vật, con người, hiện tượng ngoài kia. Tôi từ bỏ gán mác, gán nhãn cho điều tích cực ở ngoài kia. Tôi từ bỏ những năng lượng mang đến cho tôi và những người xung quanh sự tiêu cực. Tôi sẵn sàng đón nhận sự đủ đầy, trọn vẹn từ vũ trụ bên trong của tôi đến vũ trụ xung quanh bên ngoài. Tôi kiến tạo một môi trường tuyệt vời để cho vũ trụ của tôi hấp dẫn những vũ trụ tuyệt vời khác. Tôi kiến tạo sức mạnh của năng lượng vươn lên để tạo ra sự thành công từ bên trong đến bên ngoài. Tôi kiến tạo cho tính tôi và những người xung quanh một môi trường tuyệt vời, một sự hòa nhập đồng thể trọn vẹn, đủ đầy. Tôi là người cho đi rộng lượng. Tôi là người có đủ mọi thứ để cho đi. Tình yêu thương, lòng biết ơn, sự giúp đỡ tất cả mọi người ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi thực sự đủ đầy từ bên trong. Và ngày hôm nay là ngày tôi trọn vẹn, tôi tràn ngập, tôi thành công, tôi hạnh phúc, tôi đủ đầy. 4 câu lặp đi lặp lại trong tâm trí của tôi. Thành công siêu nhiên chấm dứt tạp ý trong tâm trí tôi. Thương lắm, tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi không ngừng dọn dẹp mọi thứ, vì tôi không biết đâu là ký ức, đâu là hứng khởi. Tôi dọn dẹp để làm đến chốn, không giới hạn.
Tâm trí của chúng ta chỉ có một góc nhìn nhỏ nhoi về thế giới. Não bộ sai khiến ta hành động trước khi ta có ý thức hành động. Tôi yêu thương và tha thứ và cảm ơn các mối bận tâm của tôi. Khi ký ức của tôi được dọn dẹp, Thượng Đế có cơ hội để đến cùng với hứng khởi. Tôi đang dọn dẹp các vấn đề về ký ức để chúng tan biến. Tôi đang trở về với an lạc. Khi tôi xuất phát từ trạng thái zero, nơi có không giới hạn, tôi không cần các ý định. Tôi chỉ cần đón nhận và hành động theo hứng khởi, và phép màu xảy đến. Bằng cách dọn dẹp tất cả mọi suy nghĩ, dù xuất phát từ hứng khởi, ký ức tôi sẽ có cơ may tốt hơn để lựa chọn trong tỉnh thức. Tôi chịu trách nhiệm 100% với toàn bộ cuộc đời của tôi. Bất kỳ khi nào gặp vấn đề, tôi luôn có mặt. Tôi chịu trách nhiệm về tất cả. Tôi hiểu rằng con người hành động từ một ký ức, một chương trình. Và để giúp họ, tôi phải loại bỏ chương trình. Và cách duy nhất để làm điều đó là loại bỏ và dọn dẹp. Thương lắm, hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi, cảm ơn, cảm ơn. Tôi đang phóng thích năng lượng của những khổ đau, ký ức gây mất cân bằng trong tôi. Tất cả những phần tương hợp, ý thức, tiềm thức, siêu thức, tất cả mọi suy nghĩ đều thấm đẫm ở khổ đau. Tôi sẽ trở về không để dọn dẹp và hóa giải năng lượng mà tôi gán cho mọi người, mọi vật. Khi hóa giải năng lượng ấy được phóng thích và tôi có trạng thái hoàn toàn mới, tôi xin được thứ tha. Tôi dọn đường để sự chữa lành được thể hiện. Tôi mang tình yêu và sự tha thứ để mở cửa tình yêu quay trở lại. Tôi xin lỗi vì bất kỳ điều gì đang diễn ra bên trong tôi, mà những điều đó đang thể hiện thành tình trạng đau lưng của người này. Tôi giải quyết trên chính mình. Tôi thỉnh cầu tình yêu thương khắc phục lỗi trong tôi bằng cách nói: tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Về bất kỳ điều gì đang diễn ra bên trong tôi mà thị hiện thành vấn đề này, tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Về những gì mọi người trong cuộc đời tôi đang gặp phải, thương lắm là mật mã để kích hoạt sự chữa lành. Tôi sử dụng thương lắm trên tôi. Mọi vấn đề của mọi người là vấn đề của tôi. Tôi là cội nguồn của tất cả những trải nghiệm. Thượng Đế không phải đối tượng để nhận mệnh lệnh. Tôi cần không ngừng tập trung vào việc dọn dẹp và dọn dẹp. Tôi phải buông bỏ sự phó thác. Tôi đang ở trong thực tại này. Khi tôi nói thương lắm, tôi đã cố gắng dọn dẹp mọi thứ trong thực tại. Khi nói thương lắm, tôi khơi gợi tinh thần của tình yêu thương để chữa lành bên trong tôi những gì đang tạo ra hoặc thu hút hoàn cảnh bên ngoài tôi. Tôi đang chữa lành bên trong tôi bằng các chương trình ẩn giấu, và cả hai chúng đều can dự. Tôi nói thương lắm
để thỉnh cầu đấng sáng tạo siêu nhiên hủy bỏ những ký ức trong tiềm thức của tôi về với zero và thay thế chúng trong linh hồn của tôi và linh hồn của tất cả mọi người và những suy nghĩ, lời nói và hành vi, hành động của Thượng Đế. Thượng Đế đã chuyển hóa năng lượng bị tắc trong tôi. Tôi đưa tâm trí của mình về lại với sự zero, nơi không có dữ liệu, chỉ ở thực tại zero. Sự hứng khởi mới diễn ra trong tôi. Khi tôi ở zero, mọi thứ đều sẵn. Tôi được tạo ra bởi hình ảnh của Thượng Đế, hư không và vô hạn. Tôi buông bỏ những ký ức đau buồn trong tôi, những sự dằn vặt trong quá khứ của tôi. Nếu có vấn đề từ người khác, điều đó có nghĩa là ký ức đang trỗi dậy, khiến tôi phản ứng lại. Tôi hỏi Thượng Đế điều gì đang diễn ra trong tôi để khiến tôi gây ra nỗi đau cho người này. Tôi giải quyết ở tôi, không ở người khác. Tôi yêu bản thân của mình để yêu thương người khác. Bản chất thực sự của tôi đó là yêu thương. Tôi chịu trách nhiệm 100% với toàn bộ cuộc đời của tôi. Tôi đang đạt đến trạng thái zero một cách nhận 100% trách nhiệm. Xin thứ lỗi cho bất kỳ điều gì đang diễn ra trong tôi mà tôi không biết. Và xin sự thứ tha. Tôi nói xin lỗi vì cảm thấy có trách nhiệm với những gì đang diễn ra trong ký ức của tôi ngay bây giờ. Mục đích trong cuộc sống của tôi là thanh tẩy liên tục. Khi thanh tẩy để tôi trở về với zero và cuộc sống của tôi diễn ra trơn tru, tôi xin tha thứ với bất kỳ hành vi sai trái có ý thức hay vô thức từ quá khứ đến hiện tại của bản thân, của mình và của tổ tiên của tôi đối với họ và các bậc tiền bối của tôi, ngược về đến tận khởi thủy của thời gian và đời sống. Tôi tâm niệm điều này với tất cả chúng ta, trở về mối quan hệ đích thực của chúng ta trong và của Thượng Đế. Ho'oponopono đã đánh thức tôi, xóa bỏ các yếu tố tiêu cực bên trong bản thân tôi, vốn đang thị hiện dưới dạng những hoàn cảnh trắc trở. Mọi vấn đề đã hoàn hảo. Vấn đề nằm ở ký ức. Tôi dọn dẹp không ngừng, dọn dẹp ký ức của tôi. Tôi thỉnh cầu Thượng Đế chuyển đổi bất kỳ điều gì đang tái hiện trong ký ức của tôi về zero. Dọn, xóa, 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 trong khi trở về nhà, trạng thái zero. Thượng Đế đang nghe thấy tôi và đáp ứng theo cách tốt nhất cho tất cả. Tôi bắt đầu trở về không. Tôi hiện diện chỉ để dọn dẹp, để Thượng Đế có thể gợi hứng khởi cho tôi làm những gì tôi đang giao phó, tôi đang được giao phó để thực hiện. Xóa bỏ toàn bộ những ký ức, tôi thanh tẩy năng lượng, được cùng chia sẻ bằng cách nói với Thượng Đế. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn, thương lắm. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn, thương lắm. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn, thương lắm. Thượng Đế đã mang tình yêu cho tôi tại zero. Tiếp tục nói, tôi xin lỗi,
hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn, thương lắm. Tôi dọn dẹp tất cả những gì tôi đang làm. Tôi dọn dẹp để trở về không? Thần chú để mở khóa vũ trụ của tôi, đó chính là: tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn, thương lắm. Tôi trở về không? Và bắt đầu từ ngày hôm nay để trở về không? Để bạn đạt tới giới không giới hạn, tất cả mọi nguồn đều có sẵn trong bạn. Bạn chỉ cần dọn dẹp. Hãy tự tin, tin tưởng 100% và hãy thực hành bài thiền này mỗi ngày. Và bây giờ, tôi muốn bạn hãy từ từ thả lỏng toàn bộ cơ thể mình, thả lỏng đôi vai, thả lỏng bàn tay, thả lỏng bàn chân của mình và hãy từ từ mở đôi mắt của các bạn ra từng chút một. Và bây giờ, hãy trở lại căn phòng này tại đây. Tôi xin chúc mừng các bạn. Biết ơn các bạn đã lắng nghe bài dẫn thiền này. Tôi xin chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Xin biết ơn, thương lắm,